Sau nhiều ngày tháng săn phiếu vàng, trải qua 10 tuần bốc thăm, lựa chọn 100 lá phiếu may mắn lọt vào chung kết Tamda Promo 2024, đại tiệc Gala Dinner đã chính thức diễn ra tại nhà hàng Hoàng Thành trong trung tâm thương mại Sapa vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 6, 2024. Tuy nhiên, sự kiện đã được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage và YouTube chính thức của Tamda Foods từ lúc 17 giờ. 18 giờ ban tổ chức đã đón những vị khách quý, các quý đối tác và đặc biệt là 97 vị khách hàng đang sở hữu 100 lá phiếu may mắn lọt vào đêm chung kết. Đến ngày hôm nay, họ cùng có mặt tại đây, cùng tìm ra khách hàng may mắn sở hữu giải thưởng chính của chương trình Mercedes GLS 400D Formatic và cùng 3 giải thưởng phụ, 3 máy tính MacBook Pro 16. Hầu hết khách hàng sở hữu lá phiếu vào vòng chung kết năm nay đều là lần đầu tiên họ tham dự chương trình và với họ, việc tham dự Gala Dinner đã là một niềm vui và may mắn khi là một khách hàng của Tamda. Chúng vào tuần thứ 8. Thứ 8 mà cả mua thì nói chung là nhiều lắm. Đấy, một tháng cỡ khoảng 20 phiếu. Tức là được tham gia chương trình thì rất là mừng. Cảm giác của mình thì cũng như mọi người thôi. Cũng là rất là hồi hộp đấy, và đón chờ. Mỗi tuần cũng là tầm khoảng độ 2 đến 30 phiếu. Đấy. Mỗi tuần là 2 đến 30 phiếu của năm nay là một cái chiếc xe Mercedes như thế là một cái giải thưởng rất là cao quý, rất là vinh dự đấy. Và một điều gọi là một niềm mơ ước của tất cả mọi người. Anh cảm thấy vui chứ, dù sao được là vào trúng giải không, mình cũng ai cũng có một cái sự may mắn, cũng sự mong muốn, nhưng mà được thì tốt, mà không được thì mình cũng vui vẻ thôi. Đấy là một sự động viên cho các doanh nhân. Vui lắm em, nói chung bây giờ thì không biết là cảm giác, nhưng mà cứ cảm thấy là vui đã. Cảm ơn em nhiều. Chú thì là lần này là lần đầu tiên, cho nên là cũng là rất là hồi hộp và cũng không biết nói gì cả. Thế nhà chú thì có hai con chú cũng bán buốt, chú là 3, với 3 anh em là 6, thì duy nhất là lần này là cô chú lại được 2 phiếu. Rồi là chú thì cứ bình quân là một tuần là chú đặt khoảng 3 đến 4 phiếu. Cái phiếu đầu tiên mà chú thắng chú trúng thì hôm đấy là chú lấy có 6.000 mấy đó. Thế còn một cái phiếu tuần thứ 9 thì là chú thắng thì là được vào ấy, thì là nhà chú đặt hơn 20.000 thì được 3 phiếu. Đến tham dự đại tiệc Gala Dinner Tamda Promo 2024, ngoài ban lãnh đạo tập đoàn Tamda Group, còn có các vị quan khách là đại diện thành phố Praha, đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc ông Dương Hoài Nam, cùng các cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, đại diện các hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Séc. Letošní Tamda Promo, takhle už ta loňská byla velice dobrá, takže už je tam jako málo co zlepšovat, ale přijde mi, že už to běží jako hrozně rutině, že to zvládáte velice dobře. Byl jsem se podívat i na ty týdenní tady vyhlašování, co máte tady v Tamdě, a bylo to prostě skvělé. Dobrý večer, i za mě, jmenuji Radim Janoš, já jsem vedoucí prodeje osobních vozidel společnosti Saga Praha a vlastně, jak tady už kolega naznačil, tak vlastně otvíráme novou kapitolu spolupráce s Tamda Foods i za divizi osobních vozidel. Tham gia một chương trình mà khuyến mãi, đặc biệt là Tamda Promo thì không thể nào mà thiếu được cái sự hỗ trợ tài trợ của các cái đối tác, đặc biệt các đối tác mà đã cung cấp hàng hóa cho Tamda. Và đương nhiên là mục đích của sự hợp tác này không là để quảng bá cho các những cái thương hiệu hàng hóa của các đối tác, cũng như là khẳng định được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác đối với một nhà phân phối như Tamda, với mục đích là để phục vụ khách hàng tốt nhất. Tập đoàn Tamda, tôi nghĩ rằng là Tamda là một niềm tự hào của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng như là tại châu Âu, và có một cái mạng lưới hơn 500 các cái đối tác lớn nhỏ ở châu Âu và quốc tế, thì nó khẳng định cái uy tín, vị thế của tập đoàn Tamda ở Séc và châu Âu. Chắc chắn là tôi sẽ chúc tất cả quý vị có một buổi tối rất là vui vẻ và thật nhiều may mắn trong cái phần bốc thăm trúng thưởng. Tamda là một cái chuỗi hàng bán buôn, và bán buôn thì là người Việt Nam mình ở Cộng hòa Séc có rất nhiều cái cửa hàng bán lẻ, và tôi nghĩ rằng là cái việc hình thành một cái chuỗi bán buôn để cho người Việt Nam tiếp tục mua về bán ở các làng mạc của Cộng hòa Séc, đấy là một cái hướng đi của công ty Tamda. Thế và sau
hơn 13 năm từ khi được thành lập thì cái hướng đi tôi cho là rất đúng, và đối với bà con cộng đồng cũng rất phấn khởi khi đón nhận hàng của Tam Đa đưa đến tận nơi hoặc là họ đến cửa hàng đấy. Sự kiện Gala Dinner Tam Đa mùa 2024 đã chính thức bắt đầu vào lúc 18:45 với tiết mục mở màn Một Vòng Việt Nam do ca sĩ Hoàng Lâm cùng vũ đoàn Vistin thể hiện. Ngay lúc này, livestream đại tiệc tri ân khách hàng Gala Dinner Tam Đa mùa 2024 vẫn đang tiếp tục được phát sóng trên kênh fanpage của Tam Đa Food. Kính mời quý vị cùng theo dõi và đón chờ xem chủ nhân của một giải thưởng chính Mercedes GLS 400D Formatic cùng 3 giải thưởng phụ 3 máy tính MacBook Pro 16 là ai nhé. Ban biên tập Tam Đa Media sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện đến tất cả quý vị khán giả.